Hôm nay Thái Vũ sẽ dạy elbow lever và straddle handstand cho chị học viên đang tập calisthenics Thì mình sẽ dạy gì đó tập tách chân trước Thì cái elbow lever chỉ đơn giản là đổ người tới thôi Ừ cứ hướng tới, cứ lean forward tới Đúng rồi, cứ hướng tới trước tự động chân nhất lên là đừng có cắm cái đầu xuống Rồi giữ luôn, giữ luôn Rồi ok, máy thử mà vậy là được rồi Đúng rồi, cứ đẩy cái người tới Cái chân không phải nhấc quá cao đâu, chỉ cần nhấc lên ngang thôi là được rồi, đừng có đừng có dơ nó lên thêm nữa. Đúng rồi, giữ đó, đừng có nhấc lên thêm nữa. Rồi cứ đổi tới trước thôi, đổi tới cái mức nhiều nhất luôn là tự động chân nhất lên nè, cứ đổi nhiều tới từ từ tự động chân nhất lên, đúng rồi. Rồi giữ ngay mức đó thôi, đừng có nâng cái chân lên cao thêm nữa. Rồi sau đó tập qua cái biến thể dễ hơn là khép hai chân vô tư thế hình tấm giác ha, hai cái bàn chân chụm vô nhau á. Đúng rồi thì cái này nó sẽ dễ hơn cái straddle nữa. Rồi ráng giữ lại, đúng rồi. Rồi ráng giữ, ráng giữ cứ ráng đổ người tới đừng có cắm cái đầu xuống rồi tiếp tục hiệp thứ hai mi y như vậy luôn cứ đổ tới nhiều lên đổ tới nhiều lên dồn lực vô vai cứ hướng tới nhìn tới trước hướng tới đằng trước tự động chân nhất lên à đúng rồi giữ luôn giữ luôn giữ đi giữ đi đúng rồi tốt rồi hiệp thứ ba đổ người tới cứ hướng tới đúng rồi nhấc lên là giữ chính xác tốt đừng có chúi cái đầu xuống rồi thôi được rồi tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ tập qua cái uh, straddle elbow lever lean lên ha. Thì uh, chúng ta chỉ cần đổ người tới, tách chân ra ha, đổ người tới. Đổ người tới để chân nó nhấc lên thôi. Rồi hạ xuống ha. Lưu ý là cái lúc mà hạ xuống á, ráng hạ xuống kiểm soát và chậm rãi và nói chung là đặt xuống càng nhẹ càng tốt ha. Đặt xuống nhẹ càng nhẹ thì lực càng lên. Không cần giữ đâu, chỉ cần nhấc lên, rồi hạ xuống, nhấc lên, rồi hạ xuống thôi. Chúng ta làm cái chừng trên 5 lần là ok ha. Đúng rồi, tốt. Ừ, vừa nhấc chân lên là hạ xuống rồi một lần nữa hơi cố lên cũng mà đổ người tới nhấc chân lên hạ xuống càng nhẹ lực càng lên rồi tiếp theo chỉ cần đổ người tới thôi khép hai chân vô luôn giữ mũi chân xuống dưới thảm rồi đổ người tới đổ tới cái mức nặng nhất thì giữ lại ha đúng rồi rồi nhấc một bên chân lên mỗi bên chân giữ 3 giây chân chỉ cần nhấc song song với mặt đất thôi cái này tập để nó lên cảm giác cho cái elbow lever cái tư thế con công ở trong yoga nhiều lắm đúng rồi đừng có trả vai về nha cứ tiếp tục giữ yên cái vị trí vai đó đổ người tới thôi đúng rồi làm đeo hai bên chân đúng rồi mốt nhất hai chân lên cũng vậy đúng rồi tốt chính xác rồi được rồi rồi bây giờ bật lên handstand cơ bản đi ráng à, bật lên ba à, bốn lần năm lần gì đó để khởi động trước nhớ bật lên đúng cái điểm ha vừa bật lên là nhập chân vô liền coi như tập để khởi động thôi rồi ok thêm lần nữa thôi Trước khi lên siết bụng chặt vô, vừa nhập chân và siết mông lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập qua cái uh, straddle handstand là bật lên handstand tách chân ha. Đây là lần đầu chị này tập. Thì cái bước đầu tiên đó là bật thấp thôi ha. Vừa bật lên là tách chân ra liền. Bật đều cả hai chân, co gối lại bật lên. Ha, trước khi lên hết một hơi vô, bật tách ra. Đó, rồi tờ gửi, nó rồi từ từ chúng sẽ làm cao lên, ha. sẽ nâng lên cao, sẽ đưa chân lên cao. Rồi ráng cao lên nữa, bật Ừ, đúng rồi cái uh, handstand tách chân này chúng ta không cần phải xiết mông cái mông cứ đổ tới trước luôn cũng được ha chỉ cần là cần siết cái phần bụng thôi còn lại tách ra thì uh, tùy vô cái, sạc ngang là giữ đó lúc bật lên thì đánh duỗi thẳng đầu gối duỗi thẳng mũi chân liền rồi giờ ta sẽ tập bổ trợ với tường ha thì bật lên đặt mông vô trong tường bật tách chân đặt mông vô trong tường rồi sau đó khép chân lại rồi sau đó tách chân ra rồi hạ xuống dưới đất Ha, xuống càng nhẹ càng tốt cái này chúng ta sẽ làm 5 lần ha nó là tốt cho phần vai nhớ chủ yếu là cái phần hạ chân xuống đó, hạ xuống càng nhẹ thì càng tốt rồi đúng rồi bật lên mông dựa tường đúng rồi chính xác rồi một lần nữa thôi ừ. rồi tách ra lúc hạ xuống thì dồn cái vai tới đằng trước dồn lực vô vai hạ chân rồi tiếp theo là một bài tập rất là quen thuộc ha là mông dựa vô tường sau đó tách chân ra khép vô thôi rồi, tách ra sạc an, khép vô lúc tách ra là hít khép vô là thở ừ, tách khép liên tục luôn cái gót chân không chạm tường nha cái mông nó là điểm tựa rồi thì cái gót chân nó không có được chạm tường ừ chúng ta làm trên 10 lần ha hoặc là nhiều nhất có thể để tay vai nó bền lên tăng sức chịu đựng lên rồi tốt đúng rồi rồi tiếp theo thì cũng là như vậy nhưng mà thêm cái bước là đẩy mông ra khỏi tường ha tức là tách khép chân xong rồi đặt cái gót chân vô lại ha rồi đẩy mông ra khỏi tường ừ. Lúc đẩy mông ra khỏi tường là mình siết cái cơ mông, siết cơ lưng dưới lại thì mình mốt cái handstand ở ngoài ấy, mình cũng siết y chang như cái lúc mình đẩy mông từ ở trong tường đẩy ra vậy đó Ừ, đúng rồi, chính xác, tốt Rồi tiếp theo ha, bật lên uh, straddle handstand mông giữa tường Sau đó hạ chân xuống luôn, ừ, đúng rồi Lên sao xuống vậy, lên bằng đà xuống bằng lực nha Lúc xuống ráng xuống nhẹ nhất có thể ha muốn xuống nhẹ thì mình phải đổ người tới đằng trước ha. rồi mình đưa chân xuống đúng rồi cái này chúng ta sẽ làm từ 3 đến 5 lần ha Cho nữ Rồi đúng rồi chính xác Đúng rồi hạ nhẹ thôi Đúng rồi đặt xuống càng nhẹ lực càng lên Đúng rồi tốt Dùng lực vô vai Rồi một lần nữa có lên Rồi gặp xuống Tì người tới đằng trước đổi lỗ lực cho vai đúng rồi Rồi tiếp theo straddle handstand Mong dựa tường giữ lâu hết mức có thể Đúng rồi giữ luôn Chính xác trong lúc giữ cảm nhận tư thế hít thở bằng mũi nha, không thở bằng miệng. Đó, lên tư thế đổ ngược là hít thở bằng mũi, không thở bằng miệng. Đúng rồi, đúng rồi, giữ tiếp đi Giữ lâu lên cho nó tăng cái sức chịu đựng lên Đúng rồi, tốt, chính xác Đúng Cảm nhận tư thế, mới mốt giữ ở ngoài cũng giữ y chang vậy luôn Giữ y chang cái tư thế này luôn nha Đúng rồi, chính xác, tốt Cố lên, cố lên gần xong rồi Cảm nhận lực vô vai Rồi, cái hiệp cuối cùng, cái bài cuối cùng Rồi là chuyển từ tuck handstand ra Straddle handstand rồi co lại tuck handstand Tức là tách chân, rồi về lại co gói Tách chân, về lại co gói ha Khép vô là hết tách ra là thở khép vào là hít, tách, tách ra là thở đúng rồi làm liên tục làm nhiều nhất có thể đúng rồi đúng rồi đó đó là cái clip thầy vũ dạy um, elbow lever và straddle Handstand cho chị học viên calisthenics cảm ơn mọi người đã xem video nếu mọi người muốn đăng ký tập luyện thì hãy nhắn tin qua fanpage của thầy vũ nhé bye bye